Hello, chào Tạ Chị Linh, hello, chào Lan Nhi, chào Thiên Bình, chào Gia Thoại, chào Phương Thảo, chào Lan Nhi nha. Hello, chào cả nhà. Hello, chào Bốt Huỳnh. Hello. Ở chúng nó kêu thi hết học kỳ xong rồi. Buồn thế. Chúng nó thi học kỳ xong hết rồi. Thế thì còn ai học với chúng mình nữa nào. Hello chào Kim Oanh. Thank you cháu. Hello chào Quyết Chiến. Chào Thu Hường. Chào Phạm Hương. Ôi rồi giờ Kim Oanh nó mới phát hiện ra thầy. Thầy ở đây từ 4 năm trước rồi Kim Oanh ạ. Hello, chào Phạm Hương nhé, chào Lê Thắm nhé. Chào Nguyễn Tuấn Hải, cháu này thi xong học kỳ rồi. Buồn quá. Cháu thi xong học kỳ mất rồi. Nhưng mà chú chữa học kỳ từ cách đây mấy tháng rồi. Yên tâm, hôm nay chúng mình chữa nốt. Hôm nay là buổi cuối cùng với cháu ạ. Hôm nay buổi cuối cùng trước khi vào học lớp 12 nhá. Cháu đã máu học lớp 12 chưa ạ? Cháu nào máu học lớp 12 rồi chấm để chúng mình chuẩn bị xét lịch dạy lớp 12 cho các cháu này. Công nhận tinh thần thi học kỳ xong rồi thấy các cháu xuống hẳn, thấy chẳng mấy cháu máu học. Hello chào Huyền Nguyễn Hữu. À đây này, có Phạm Hương chưa thi rồi. Phạm Hương chưa thi à? Phạm Hương nào thi cháu ơi. Chào Huyền Nguyễn Hữu nha. Em muốn đăng ký khoa học thì phải làm sao? Chào Võ Nhật Minh. Võ Nhật Minh ơi, bạn nào muốn đăng ký khoa học, đăng ký khóa học với sách, khóa học và sách thì in B cho thầy nhá. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây này. Bạn nào muốn đăng đây, vừa nãy chúng mình thấy có bạn Võ Thị Nhật Minh, em muốn đăng ký khoa học on thì phải làm sao thì đấy, inbox của chúng mình nhá. Hello chào Thu Hường, cháu còn chưa thi. Ok. Chú sẽ đợi cháu. Hello, chào Quyết Chiến. Ok, chuẩn bị thi rồi. Máu học lắm. Được, ok, ngon. Em thi rồi đấy, nhiều đứa thi rồi. Em chưa thi, Lê Thành Đạt chưa thi à? Những đứa nào chưa thi, ấy đây xem nào. Những đứa nào chưa thi điểm danh thì chúng mình còn độ này. Điểm danh thì chúng mình mới biết mà độ được, chứ không điểm danh thì chúng mình chịu. Chịu. À, mùng 6 tháng 7. Mùng 6 tháng 7, ui, Phạm Hương thi muộn thế. Mồng 6 tháng 7 mới thi thì cực muộn luôn rồi. Cực muộn đấy chứ ai còn nói là muộn nữa. Uầy, chào nhau cái đi các cháu ơi. Cháu nào thi rồi báo điểm cái chúng mình nghe cái nào. Các thanh niên nào thi rồi báo điểm đi. Khổ thế, ông thầy ông mòn họng ra dạy, cuối cùng chúng nó không thể báo điểm cho ông thầy thì quá buồn luôn. Nhờ. Chào Bốt Huỳnh. Rồi Phạm Hương chưa thi rồi, nhìn thấy Phạm Hương rồi nhá. Hello chào Hát Lam Mùi. Thanh niên offline của chúng mình. Quyết Chiến hết tuần sau mới thi, ok. Chú Minh chưa đề cho đến hết tuần sau nhá. Hello chào Trần Vũ Thu Trang. Heo con sặc sữa. Hello chào Bích Trâm. Hello chào Bốt Huỳnh đây rồi. Nay các cháu 2K3 thích chú Minh tặng quà gì nào? Thích ăn cô không? 2K3 thích ăn cồn không? Chúng mình mới làm một cái bộ tài liệu cực kỳ xịn về ăn cồn cho các cháu luôn nhá. Không biết có bao nhiêu đứa nó thích. Thích mới tặng, không thích không tặng. Chào Thu Hường. Đây, rất nhiều cháu sang tuần còn bài kiểm tra. À, Quang Minh Lương thứ hai mới thi.
Trần Hùng thì tuần sau mới thi, chú độ cháu ok. Làm thế nào được 10 hóa ở thầy? Học thầy chắc chắn là được 10 hóa. Thế mà cũng phải hỏi. Quá buồn. Hello. Chú like vào những ngày nào à? Chú like vào thứ tư, thứ bảy với lại thứ năm cháu nhé. Thứ bảy với thứ năm. Ok. Buồn lắm cơ. Quá buồn. Các cháu vào học nhá. Các cháu vào học nhá. Các cháu giúp chú Bình tác các bạn của các cháu vào đây thi với. Còn những bạn nào chưa thi thì tác hết chúng nó vào đây cho chú Bình xem. Còn những đứa nào chưa thi tác nốt vào đây chúng mình đỗ hết. Đỗ nốt. Em học thầy rồi mà chỉ được có 9,5 thôi. Trời ơi. Học thầy rồi thì chỉ phải... Chắc do em chưa chơi đồ đấy. Quà ăn côn, tặng quà ăn côn, ok. Quà cách nhớ lý thuyết nhanh. Là học chú Minh rồi, phenol. Ok. Đợi chút xíu. Các cháu giúp chúng mình là xe video livestream này là về tường ạ. Bởi đây một video livestream free ạ. À, đây là đề của trường Trung học phổ thông Yên Lãng thuộc Sở Dục và Đào tạo Hà Nội vừa mới thi xong năm học 2019 hay 2020. Ở trong này là đề nữa, ở trường này là người ta chỉ thi có 25 câu thôi, chúng mình thêm 5 câu cực khó nữa ở phía dưới để cho gọi là dự đoán đề thi năm nay để cho các cháu thi cho điểm nó cao. Đấy thì rất là mong muốn là các cháu đã và đang theo dõi video livestream này rồi thì giúp chú Minh share video livestream lại về tường ạ và tag các bạn của cháu ở trong video livestream này ạ. Có rất nhiều cháu hóng với lại món quà của chú Minh thì bây giờ chú Minh sẽ gửi quà cho cháu, xin phép thì chú Minh sẽ gửi quà cho 20 cháu nhanh nhất comment đáp án cũng như là share video livestream lại về tường. Chú Minh có cái bộ là 30 câu ăn côn hay thi thì hôm nay chú Minh sẽ tặng cho các cháu. Ok. Chỉ dành tặng cho những cháu nào share video livestream lại về tường và comment đáp án thôi ạ. Ok không ạ? Xin phép cháu chú Minh tặng quà cho 20 cháu nhá. À, bước 1 xem video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án câu số 1 ạ. Chúng mình nhắc lại đây là đề của Sở Dục Hà Nội trường Trung học phổ thông Yên Lãng mới thi hôm vừa rồi. Để cho hôm nay chúng mình giải full để cho các cháu xem. Thời gian làm bài 45 phút. Ok ạ, đề rất là dễ. Nhưng mà đằng sau đề đấy thì có 5 câu cực khó mà chúng mình cho thêm vào để cho các cháu giải cho nó phê nhá, chứ không để game dễ quá các cháu lại kêu nó dễ. À, vậy thì để tặng quà, để được nhận quà vẫn như cũ thôi ạ. Các cháu bước 1 xem video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án vào đây ạ. Chúng mình sẽ tặng quà cho cháu nào comment đáp án nhanh nhất ạ và xem video livestream lại về tường. Mai thầy dạy cracking đi. Ok. Được giản. À, chào Nguyễn Phương Thảo. Chào Quang Minh Lương tặng em một món quà trước nhưng em xe chưa? Xem Quang Minh Lương xe cho nhá. Nếu Quang Minh Lương xe rồi thì tặng quà luôn cho Quang Minh Lương này. Chưa xe làm gì có quà cháu ơi. Xe đi ạ. Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ, có quà ngay ạ. Ok, thank you cả nhà. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chú Vinh tag các bạn các cháu vào đây ạ. Chú quê ở Đông Hưng, Thái Bình cháu nhá. H5 Bùi comment đáp án rồi, gửi quà cho H5 Bùi này. Ok, H5 Bùi xe rồi, gửi quà cho H5 Bùi nhá. Bước 1 comment đáp án ạ. Ui, H5 Bùi có quà này. 30 câu ăn côn hay thi câu từ thứ tư. Không sao cả. Đây, gửi quà tiếp. Hello, chào Trang Huyền Nguyễn nhá. Chào cháu Trang Huyền Nguyễn. Trang Huyền Nguyễn xe chưa? Trang Huyền Nguyễn xe rồi đây. Gửi quà tiếp cho Trang Huyền Nguyễn. Nhớ nhá, điều kiện để được nhận quà chúng mình chỉ tặng quà cho 20 cháu comment đầu tiên đáp án câu số 1 thôi ạ. Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào Đức Hùng nhá. Đức Hùng này. Đức Hùng xe video livestream rồi. Gửi quà. Ui, Đức Hùng toàn nhận được quà chúng mình mà chẳng thấy cảm ơn gì. Buồn quá đi. Hello, chào Đức Hùng. Uyên Nhi này. Chào cháu Uyên Nhi nha. Uyên Nhi rồi. Đấy, gửi quà cho Uyên Nhi này. Gửi quà cho Uyên Nhi này. Ok Uyên Nhi này. Ok man. Bon Bon này. Gửi quà cho Bon Bon. Ô Bon Bon cũng cùng quê chúng mình à? Bon Bon chưa share video livestream hôm nay. Buồn quá. Buồn quá là buồn.
Đông Minh Hưng Thái Bình, đúng rồi. Chú quê Đông Hưng Thái Bình. Hello, chào Nguyễn Huy Duy, chào Duy Ái. Duy rồi, Duy xem video live stream rồi. Gửi quà cho Duy luôn. Đây. Gửi quà cho Duy. Ok man. Tiếp tục nha. Chú không dạy ở trường Bắc Đồng Quan, đúng rồi, chú không dạy Bắc Đồng Quan đâu. Ngày trước chú học ở Bắc Đồng Quan thôi. Trần Anh Tuấn thi rồi à? Sao em mãi chưa được top fan, em phải comment thật nhiều vào. Hát la bụi ạ. Hello, chào Xuân Kiên. Xuân Kiên share video live stream lại về tường chưa nào? Xuân Kiên share rồi, gửi quà cho Xuân Kiên nhá. Bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Chúng mình sắp khai giảng lớp 12 đầu tiên, lớp 12 mới nhá. Chúng mình chuẩn bị khai giảng lớp 12 mới ở địa điểm Đại học Y Hà Nội. Cháu nào mà ở gần Đại học Y thì có thể đến cái địa điểm đó để học cùng với chúng mình ạ. Giảng đường B3 Đại học Y ạ. Hà Nội ạ. Chúng mình chuẩn bị khai giảng lớp 12 mới ạ. Tối thứ tư các cháu nhá. Tối thứ tư hàng tuần. Hello, chào Nguyễn Tuấn Hải. Nguyễn Tuấn Hải share video live stream lại về tường chưa nào? Nguyễn Tuấn Hải share chưa? Nguyễn Tuấn Hải share rồi, gửi quà cho Nguyễn Tuấn Hải. Gửi quà cho Nguyễn Tuấn Hải nhá. Hello, các cháu nhớ bước 1 share video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ để chúng mình độ cho các cháu ạ. Phạm Hương bị ẩn đâu, bị ẩn đâu Phạm Hương, chúng mình nhìn thấy của cháu này, cháu share chưa? Đây cháu share rồi có quà luôn ạ. Bước 1 nhá, share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án là có quà ngoài. Đấy, chúng mình gửi quà luôn cho cháu luôn này. Chúng mình chỉ còn gửi quà cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án của câu số 1 thôi ạ. Chỉ có slot cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án câu số 1 thôi ạ. Nhớ phải share video live stream ạ. Không share là không có quà đó. Hello, chào Gia Thoại. Gia Thoại chưa share rồi. Hello, chào Tiến Vũ. Tiến Vũ share chưa? Tiến Vũ share chưa? Tiến Vũ chưa share rồi. Ok, hello, chào Nguyễn Tuấn Hải. Nguyễn Tuấn Hải share chưa? Nguyễn Tuấn Hải share rồi, gửi quà cho Nguyễn Tuấn Hải. Ok, Nguyễn Tuấn Hải có quà rồi. Bước 1 xe nhá, bước 2 comment đáp án nhá. Hello Nguyễn Tuấn Hải. Quang Minh Lương xe chưa? Quang Minh Lương chưa xe, chưa có quả. Đấy. Hello chào cả nhà. Hello. Bốt Huỳnh. Chào Bốt Huỳnh, hu cái gì hả cháu? Có gì mà hu, đây cháu này xe rồi. Gửi quà cho cháu này. Gửi quà ngay và luôn cho Uyên Nguyễn. Ten 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 ten. Ok. Thôi, chúng mình gửi quà đủ cho 20 cháu rồi ạ. À, món quà tiếp theo chúng mình sẽ gửi cho các cháu ở câu số 10 nhé. À, để nhận được quà tiếp theo ở câu số 10 thì các cháu nhớ này là comment đáp án liên tục. À, để chúng mình nhìn được là cháu nào mà comment nhiều nhất thì chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho đấy cháu đấy trước. Bước 1 share video live stream này về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Bởi vì video này 10 20 câu đầu tiên là dành cho các bạn mất gốc ạ. Chống liệt hóa ở đây ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của cháu vào đây nhá. Rồi mình bắt đầu học nhá. Cháu sẵn sàng chưa? Hello. 2K3 ơi. 2K3 đâu rồi? 2K3 sẵn sàng học chưa? 2K3 sẵn sàng học chưa? Mình bắt đầu chiến nào. 2K3 sẵn sàng học chưa nào? Chiến nhá. Chấm cái rồi chiến nào. Chiến cho khỏe mạnh. Chiến thì vòng cờ, chúng mình uống hớp nước xong chiến. Ok. Chiến full. Ok, hôm nay đề chất cực. Bắt đầu nhá. À, xin chào cả nhà, hôm nay chúng mình sẽ giải cho chúng ta cái đề về sở của trường Trung học phổ thông Yên Lãng, Sở Giáo dục Hà Nội, đề thi năm học 2019-2020. Thời gian làm bài là 45 phút với 30 câu. Ở đây cuối cùng ở cuối đề chúng mình thêm cho 5 câu nữa, 5 câu cực chất để chúng ta cùng làm. Yêu cầu của bài học là nhớ phải comment đáp án xuống phía dưới ạ, comment thật nhiều đáp án để chúng ta nhớ bài ạ. Ok ạ, câu số 1 ạ. Tên quốc tế của một hợp chất có công thức phân tử. Hỏi là tên quốc tế thì tương đương với lại tên Eupat nhé. Cháu lưu ý. Thì cái chỗ đoạn này chúng ta cần phải lưu ý là mình phải vẽ lại cái cấu trúc. Chứ được rất nhiều bạn là không vẽ lại cái cấu trúc này là toang. Cái cấu trúc nó rất là quan trọng, bởi vì khi đề bài cho ghi này thì chúng ta phải vẽ lại thì chúng ta mới gọi được tên chuẩn được. Còn nếu chúng ta không vẽ lại thì gần như là chúng ta sẽ khó khăn trong việc mà gọi tên. Ở đây chúng ta vẽ lại đây CH3 này, C này, C này, C này, C này, C này, C nối đôi C. Rất nhiều bạn chọn mạch chính ở đây ạ. Là những bạn ấy bị toang ạ. Mạch chính chúng ta phải thế nào ạ? Đánh số từ carbon chứa nối đôi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mạch này mới là mạch dài nhất ạ. Nếu mà đánh số đây chỉ có 5 thôi ạ. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Vậy đây mình có nhá. 3,4 đúng không ạ? 3,4 dimetin. Như này mình đã đủ chọn đáp án rồi đấy. 2 etin vứt, 4 etin vứt đúng không ạ? 3,4 dimetin. Mẹ em phải bón phân hóa.
Hex mấy en ạ? Một en ưu tiên ở liên kết đôi đầu tiên ạ. Hex một en, các cháu lưu ý nhá. 3,4 dimethyl hex một en. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Câu số 2. Phenol phản ứng với dung dịch brom. Phenol phản ứng với dung dịch brom trong khi benzen không có phản ứng này. Điều này chứng tỏ điều gì ạ? Benzen thì thực ra là có phản ứng với brom nhưng mà phải là trong điều kiện là bột sắt, nhiệt độ cơ ạ. Còn phenol này thì phản ứng với brom ở điều kiện thường ạ. Thì brom thì đây là phenol của brom thì không thể chứng tỏ rằng phenol có tính axit được, đúng không các cháu? Các cháu cùng comment đáp án xem là đáp án nào ạ. Ok ạ. Vòng benzen có ảnh hưởng tới nhóm OH không phải ạ? Vòng benzen ảnh hưởng đến nhóm OH thì nhóm OH phải phản ứng chứ ạ. Đúng không ạ? Nhóm OH có ảnh hưởng đến vòng benzen chính xác ạ. Thực ra bản chất là nhóm OH là nhóm đẩy e, nó đẩy e vào vòng benzen khiến cho mật độ electron ở vị trí ốc thô và vị trí para tăng lên, dẫn đến là nó ưu tiên thế vào vị trí ốc thô và para, khiến cho phenol phản ứng với lại brom ở điều kiện thường, còn benzen thì phản ứng với brom ở điều kiện khó khăn hơn. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C các cháu nhá. Ok ạ, đáp án đúng chúng ta phải đáp án C ạ. Câu số 3. Hydrocarbonic ạ. Hydrocarbonic không làm mất máu dung dịch brom ở nhiệt độ thường ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh ạ. Các cháu hãy giúp chú Minh share lại video này, bởi đây một video free ạ, và giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ, bởi vì ở đây là cái phần mà đề cuối cùng dự đoán của chú Minh, và chú Minh độ cho các bạn bị nát hóa. Câu số 23, cảm ơn tất cả các cháu. Hydrocarbonic không làm mất máu dung dịch brom. Thế chúng ta nhớ này, đến đây bây giờ mình phải nhớ được một vài cái chỗ vấn đề như sau về học về hydrocarbon ạ. Cái thằng hydrocarbon mà làm mất màu dung dịch brom ạ. Cứ làm mất màu dung dịch brom ạ. Mất màu dung dịch brom thì khi và chỉ khi ạ nó có nối đôi CC ạ, PCC hoặc là PC nối 3C hoặc là PCHO ạ. PCHO là nhóm chó của anhydride ạ, là nó sẽ làm mất màu dung dịch brom ạ. Vậy ở đây chúng ta có này, etan CH3 không chứa nối đôi. Vậy không là mất màu dung dịch brom là etan. À, thế còn ethylene thì sao ạ? CH2 nối đôi. CH2 cháu này là nó làm mất màu dung dịch brom chặt. Đúng không? Isopren thì sao ạ? Isopren đây ạ. C nối đôi, C gạch C nối đôi đây ạ. Cháu này làm mất màu dung dịch brom ạ. Bút 2 in thì sao ạ? Đây bút 2 in đây ạ. Bút 2 in chắc chắn là mất màu dung dịch brom ạ. Vậy ở đây hydrocarbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường là etan. Thực ra bản chất là những thằng không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường là bọn ancan. Ok. Và benzen, các cháu cứ nhớ vậy cho chúng mình nhá. Nốt lại để cho nhớ. Ok ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài thì ới lên một tiếng để chúng mình biết với ạ. Nhớ là nhiệt tình comment đáp án nhá. Câu số 4 ạ. Khi oxy hóa ancol A bằng COO. Được chưa? Khi oxy hóa ancol A bằng COO thì thu được anhydride. Các cháu nhớ chúng mình một cái chú ý cực kỳ đặc biệt sao ạ? Thì chỉ có ancol bậc 1, chỉ có ancol bậc 1 khi tác dụng với lại COO nhiệt độ thì nó mới tạo thành anhydride được thôi ạ. Phương trình tổng quát của chú Minh như sau ạ. RCH2OH đi qua CuO nhiệt độ thì tạo thành R chó ạ. Được chưa ạ? Vậy nó chỉ có thể là ancol bậc 1 thôi ạ. Còn ancol bậc 2 thì nó tạo thành ceton ạ. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án A thôi ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn các bạn đang nhiệt tình comment đáp án đây ạ. Hãy giúp chú Minh share video này bởi vì đây là một video free. Và giúp chú Minh tag các bạn của các cháu vào đây ạ. Bởi vì đây là một video làm sao ạ? Chống mất gốc ạ. Ok, chống liệt ạ. Câu số bao nhiêu ạ? Câu số 5 ạ. Ancol no đơn chức mạch hở bậc 1 có công thức chung là gì? Ancol no đơn chức mạch hở bậc 1 có công thức chung là gì? Các cháu nhìn nhá. Lưu ý ở đây là đề bài nói chúng ta nó là đơn chức. Đơn chức thì chỉ có một nhóm OH và một nhóm OH thì tương đương với lại chỉ có một oxy thôi. A này vứt. Được chưa ạ? Ok ạ. No đơn chức ạ. No đơn chức mạch hở bậc 1. Lưu ý bậc 1. Bậc 1 là OH này phải đính vào carbon bậc 1. Cái công thức C này là ancol no đơn chức chứ không thể nói bậc 1 được, bởi OH đính vào carbon nào mình vẫn chưa biết. Bỏ ạ. Ý C này đây là đính vào carbon bậc 1 rồi nhưng thằng này không no. Bỏ ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có D ạ. CnH2n cộng 1 đây là no. CH2OH anh này là đính vào carbon bậc 1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Và rất nhiều bạn mắt lé chọn đáp án C nhá. Rất nhiều bạn như chúng mình được biết mắt lé nên chọn đáp án C. Toàn hết ạ. Ok ạ. Nhớ nhá. Đấy, nhớ lời chúng mình dạy là chúng ta phải đọc thật kỹ bài ạ. Ok, sang câu số 6.
Câu số 6 này phần gọi tên rất nhiều cháu bị lỗi phần này. Các cháu nhớ chúng mình này, bước 1 trong gọi tên là phải bước 1 là phải làm sao chọn mạch chính. Mạch chính là mạch chứa nhóm chức và dài nhất. Vậy đây mình có C C C C C O H C. Vậy mình không thể chọn là mạch này được bởi vì mạch này vừa chứa nhóm chức nhưng không dài nhất. Mạch chứa nhóm chức mà dài nhất phải là mạch này. Được chưa? Các cháu nhìn rõ không ạ? Vậy đánh số ạ. Đánh số từ nguyên tử carbon gần nhóm chức nhất. 1 2 3 4 5. Vậy cháu này là gì ạ? 3 metin. Mẹ em phải bón phân. Pentan. Bao nhiêu ạ? 2 on. 3 metin pentan 2 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, rất là dễ các cháu nhá. Comment đáp án nhiệt tình rồi nhá, coi như cái việc mà các cháu comment đáp án nhiệt tình ấy là coi như là một cái lời động viên dành cho chú Minh để chú Minh tiếp tục và có những buổi dạy tiếp theo dành cho các cháu lớp 11 nhá. Ok, câu số 7 ạ. Khi cho bút 1N tác dụng với dung dịch HBr. Bút 1N đây ạ. Tác dụng với dung dịch HBr thì theo quy tắc Markov-Nikov sẽ thu được sản phẩm chính của công thức là. Thế bây giờ chú Minh đã từng dạy các cháu rồi ạ. Br này là chân dài và chân dài này là sẽ cặp với gì ạ? Ưu tiên cặp với gì ạ? Cặp với đại gia. Thế đại gia là gì? Đại gia là carbon có nguyên tử có bậc cao hơn. Vậy trong hai anh carbon chứa nối đôi đây và đây thì anh nào bậc cao hơn ạ? Dĩ nhiên anh ở giữa bậc cao hơn ạ. Nên brom sẽ ưu tiên đính vào anh ở giữa. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là gì ạ? Đây ạ. CH3 CH CH2 CH3. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án nào thôi ạ? Đáp án đúng của chúng ta chỉ có đáp án nào thôi ạ? Chỉ có đáp án A mà thôi nhá. Đấy, các cháu mắt tinh vào. Các cháu mắt phải thật tinh vào. Không là toang đấy. Đây là cái buổi dạy học của chúng mình để chống toang hóa học dành cho tất cả các cháu lớp 11 thi cuối học kỳ ạ. Hãy giúp chúng mình share lại video này bởi đây một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn của các cháu vào đây bởi vì đây là một video chống mất gốc ạ. Ok, câu số 8 ạ. Có hiểu không ạ? Chúng mình chữa cực kỳ chậm mà không biết các cháu có theo kịp không ạ? Câu số 8 nhá. Bậc của ancol. Bậc của ancol là gì? Bậc của ancol. Thế như chúng mình vừa nói ạ, bậc của ancol là gì? Là bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Mà nhóm OH đính vào. Được chưa? Bậc của ancol là bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH đính vào. Vậy ở đây này, hay nói cách khác là bậc của carbon liên kết với nhóm OH, đúng chưa? Đấy, các cháu nhớ chỗ này nhá, đáp án đúng là đáp án D ạ. Ok. Vậy là sang câu số 9 ạ. Phương pháp điều chế ancol ethylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? Ok. Phương pháp điều chế ancol ethylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa? Sinh hóa là giống kiểu là lên men đấy ạ. Lên men chính là nấu rượu còn gì nữa. Đúng không? Ở nhà chúng ta vẫn nấu rượu đúng không? Nấu rượu thì lấy đi từ đâu ạ? Nấu rượu đi từ đâu? Có đi từ ethyl clorua không ạ? Không ạ. Có đi từ ethylene không ạ? Không ạ. Qua đi từ anhít acetic cộng độc chết ạ. Là gì ạ? Đi từ gì ạ? Đi từ tinh bột. Các cháu nhớ chúng mình nhá, tinh bột C6H10O5, cái này lên lớp 12 chúng ta học rất là nhiều này. N lần này là lên men. Được chưa? Thì nó sẽ tạo thành là 2 lần thằng CO2 cộng với 2 lần thằng C2H5OH. Ok? Đấy, đây là phương pháp sinh hóa nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 10 nào các cháu ơi. Mình sang câu số 10 nhá. Ở câu số 10 này chú Minh lại có món quà 30 câu ancol hay thi dành tặng đặc biệt cho chỉ cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất câu số 10 và share video livestream lại về tường ạ. Nhá. Câu số 10 này chú Minh chỉ có 10 món quà đặc biệt dành cho các cháu nào mà comment nhanh nhất đáp án câu số 10 và share video livestream này lại về tường ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ, giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của cháu vào đây ạ. Ok ạ, khẩn trương ạ, chú Minh lấy giấy. À đây rồi. Lê Trà My 10A chào cháu Lê Trà My. Hello Lê Trà My, Lê Trà My xem video livestream chúng mình rồi. Gửi quà cho Lê Trà My này. Eo ơi Lê Trà My nhận được nhiều quà chúng mình thế. Đấy cứ xem video livestream chúng mình là nhận được quà thôi ạ. Chào bé Linh, hello chào bé Linh ạ. Bé Linh xem video livestream chúng mình lại về tường chưa? Bé Linh chưa xem chưa có quà cháu ơi. Hello chào Bốt Huỳnh ạ. Bốt Huỳnh share video livestream chúng mình chưa? Bốt Huỳnh share rồi, nhưng mà chúng mình không gửi được cho Bốt Huỳnh, chúng mình gửi ở phần comment nhá Bốt Huỳnh nhá. Đây, gửi ở phần comment cho Bốt Huỳnh rồi. Ok. Ok. Hello chào Hưng Nguyễn. Hello chào Hưng Nguyễn. Hưng Nguyễn share video livestream chưa? Hưng Nguyễn share rồi. Bước 1 share video livestream ạ, bước 2 comment đáp án. Gửi quà cho Hưng Nguyễn đây.
Đấy các cháu thấy không? Để nhận được quà của chúng mình rất đơn giản ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Hát Lam Bùi vừa nãy có quà rồi. Hello chào PB Hân. Hello một cháu mấy cháu này quen nghe tiếng quen lắm rồi PB Hân nhưng mà PB Hân chưa share rồi. Hưng Nguyễn vừa nãy gửi quà rồi. Hello chào Nguyễn Minh Tiến. Chúng mình chỉ gửi quà cho 10 cháu comment đáp án nhiệt tình nhất, nhanh nhất, liên tục comment đáp án và share video livestream lại về tường thôi nhá. Còn lại những cháu khác thì đợi sang câu số 20 sau khi thực hiện đủ nhá. Câu số 20 chúng mình lại tặng quà nữa ấy mà, lo gì. Chào Trần Đạo. Hello chào Trần Đạo xe chưa? Trần Đạo chưa xe, chưa có quà rồi. Hello chào Hoài Khâm. Hoài Khâm xe video livestream chúng mình chưa? Hoài Khâm chưa xe, chưa có quà rồi. Cháu ơi, bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Chào Nguyễn Minh Tiến. Nguyễn Minh Tiến xe rồi đây. Gửi quà cho cháu Nguyễn Minh Tiến này. Nguyễn Minh Tiến vừa được gửi quà xong rồi. Ok ạ. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bùi Yến Nhi bây giờ mới thấy Yến Nhi này. Top fan của chúng mình. Yến Nhi xe chưa? Yến Nhi xe rồi, gửi quà cho Yến Nhi nhá. Yến Nhi này. Đấy, gửi quà cho Yến Nhi. Yến Nhi rất là chăm học luôn nhá. Sắp tới cố gắng điểm cao về tặng thầy nhá. Hello. Chào Hoài Khâm, Hoài Khâm. Hoài Khâm xe video livestream chưa? Hoài Khâm chưa xe, chưa có quà. Cháu ơi, chúng mình chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi. Chào Trúc Lý nhá. Chào Trúc Lý xe rồi. Chúng mình chỉ tặng quà nốt Trúc Lý này, chỉ tặng quà thêm cho một cháu nữa thôi. Và phần tặng quà chúng mình sẽ lại tặng quà cho 20 cháu may mắn nhất, comment đáp án nhiều nhất nữa ở trong câu số 20 các cháu nhá. Hello chào Tiến Vũ. Tiến Vũ chưa xe rồi. Hello, đấy chúng mình tạm dừng phần tặng quà ở đây và hẹn gặp lại các cháu ở phần tặng quà câu số 20, ok không ạ? Câu số 20, nhớ là bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án liên tục để chúng mình thấy quen tên. Khi chúng mình thấy quen tên thì chúng mình sẽ gửi quà liên tục cho các cháu ạ. Ok. Nào câu số 10 nhá. Sẵn sàng chưa ạ? Vào câu số 10 nào các cháu ơi. Câu số 10. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan? Dãy nào sau đây thuộc các chất chỉ gồm dãy đồng đẳng của metan? Metan là CH4 đúng không? CH4 thì là dãy đồng đẳng của ankan, vậy công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 đúng không? CnH2n cộng 2 đúng không? Vậy đèn CH6 được này, C3H8 được này, C5H10 được nhưng C6H12 toang, C5H10 cũng toang. Tương tự nhá, CH2 vứt rồi, nó phải là CH6 đúng không? Thế vào đây là biết. CH4 CH2 vứt tiếp không được ạ. Vậy là chỉ gì ạ? CH6, C3H8, C4H10 và C5H12. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Dễ không ạ? Cực kỳ dễ luôn. Đấy, đây là cái đề thi mới nhất nhá của Hà Nội. Câu số 11 ạ. Dùng nhóm thuốc thử nào sau đây? Dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để phân biệt các khí riêng biệt ạ? Dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để phân biệt các khí riêng biệt? Các cháu nhớ kết bạn với chú nhá. Kết bạn với chú Nick Vũ Tuấn Minh nhá. Ok ạ, nào dùng nhóm thuốc thử nào sau đây để phân biệt các khí riêng biệt butan C4H10, thằng butan này chẳng ăn được thằng nào cả. But 2N có nối đôi CC. But 1-in có nối 3 CC. Nhìn thấy chưa? Vậy mình nhìn thấy but 1-in là mình phải nghĩ ngay đến Ag NO3 trong NH3. Ag NO3 trong NH3, C4H10 không hiện tượng, but 2N không hiện tượng, but 1-in kết tua màu vàng. Bởi vì đây là thuốc thử đặc biệt dùng để nhận biết bọn an một in ạ. Tiếp tục ạ. Thế nhận biết hai anh này rồi thì một thằng có nối đôi, một thằng không có nối đôi thì mình dùng gì cả các cháu? Nhận biết cho một thằng có nối đôi và một thằng không có nối đôi ạ. Một thằng không no, một thằng no ạ. Dùng gì ạ? Dùng brom đúng không ạ? Không hiện tượng và mất màu. Ok chưa ạ? Vậy là chúng mình giải như này thì các cháu biết là câu 11 chúng ta chọn đáp án nào rồi đấy. Đáp án gì ạ? Còn về đáp án xem nào. Kiểu thế. Đáp án C đúng không? Ok. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 12. Câu số 12. Chất có công thức nào sau đây không phải là phenol? Thế các cháu nhớ giúp mình này. Phenol vừa là tên gọi của một cháu C6H5OH mà lại vừa là tên gọi của cả một dãy đồng đẳng. Một dãy đồng đẳng mà có nhóm OH đính vào carbon thơm nhá. Vừa là một tên gọi của dãy đồng đẳng có nhóm OH đính vào carbon thơm. Thế các cháu nhìn này, anh này OH đính carbon thơm này. Anh này OH đính carbon thơm này. Anh này OH đính carbon thơm này. Anh này OH đính carbon no, vậy anh này là ancol rồi. Vậy không phải là phenol thì đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Ok chưa ạ? Hãy share video này bởi vì đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ để chúng mình độ ạ. Câu số 13. Câu số 13. Ui câu này hỏi mới nhiều đứa chết này. Hydrocarbon nào sau đây không phải chất khí ở điều kiện thường? Ối đã toang câu này luôn nhá. Ối đã toang câu này luôn này. Hydrocarbon nào sau đây không phải là chất khí ở điều kiện thường ạ? Thế chúng ta cứ nhớ chúng mình thế này, từ C1 đến C4 thì thường là thể khí nhá.
Từ C1 đến C4 ở đây thằng nào là thể khí? Thế ở đây này, anh này là khí. CH4 là thể khí, đúng không ạ? CH2 cũng là thể khí. Vậy không phải là chất khí thì đáp án đúng là đáp án B. Ok, vừa nãy chúng mình vừa chữa nhầm câu số 11 đúng không ạ? Ok. AgNO3 và brom thì chúng mình lại đi tô KNO4. Thank you cả nhà nhá. Thank you cả nhà đã nhìn ra lỗi lầm của chúng mình ạ. Chúng mình mắt lé mà. Đây non này, dậy nhiều quá mắt nó cứ bị lé. Đây có hai cái đèn nó chiếu thẳng vào mắt nên nó bị lé đấy ạ. Xin lỗi các cháu ạ. Ok, cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà đã tìm được lỗi sai của chúng mình. Thank you. Câu số 13 chúng ta đáp án B nhá. Ok ạ, cảm ơn các cháu. Nào, câu số 14 nào. Câu số 14. Game này dễ dàng man, đúng không ạ? Câu số 14. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hankin ạ. Hai ankin thì công thức tổng quát của hankin là gì các cháu nhớ không ạ? Công thức tổng quát của hankin là gì ạ? CnH2n trừ 2 0,1 mol đốt cháy thì mình thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và H2O. Đề bài cho tổng số mol này là 0,4. Dẫn toàn bộ bọn này qua bình đựng CaOH2 lần dư thì thu được kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3 các cháu nhé. Kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Thế thì bây giờ chúng mình đặt số mol CO2 là A mol thì số mol nước là B mol đúng không? Chúng mình sẽ có hệ phương trình là A cộng B thì bằng 0,4 đúng không các cháu? Ok, thank you cả nhà. Ok, chính xác rồi. Cảm ơn cả nhà nhé. Cả nhà nhanh tay giúp chú Minh lưu lại video này lại về tường ạ. Và giúp chú Minh tắt các bạn bị mất gốc vào đây vậy ạ. Phương trình số 2 là gì ạ? Phương trình số 2 chúng ta luôn luôn có là số mol ankin thì luôn luôn bằng gì ạ? Số mol CO2 trừ số mol nước, đúng không ạ? Vậy ở đây số mol ankin mình biết rồi là 0,1 thì bằng số mol CO2 là A, số mol nước là B. Đến đây chúng mình giải hệ là xong ạ. Đến đây chúng mình giải hệ là xong. Đợi chúng mình một tẹo, chúng mình đi tìm cái máy tính. Ok, máy tính đây rồi ạ. Chúng mình đã có máy tính. Các cháu cùng bấm máy tính cùng comment đáp án của chúng mình nhá. 1 bằng 1 bằng 0,4 bằng. Được chưa ạ? 1 bằng trừ 1 bằng 0,1 bằng 0,25 và 0,15 ạ. A bằng 0,25, B bằng 0,15 ạ. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta có nhé. Do CaOH này lần dư, do CaOH này lần dư nên bao nhiêu CO2 thì bấy nhiêu mol kết tủa. 0,25 ạ. 0,25 mà nhân 100 thì bằng 25 gram. Đáp án đúng là đáp án B ạ. B bò, chính xác, đúng rồi. Mạnh dạn chọn B nên B đúng luôn ạ. Các cháu có hiểu câu này không ạ? Một câu này câu dạng hơi hơi lạ lạ một chút của ankin đấy ạ. Chắc là không làm cho nhiều cháu bị hoang mang và phân vân chứ. Câu số 15. Câu số 15. Một ankon no đơn chức. Một ankon no đơn chức có chứa. Thế thì ở đây mình phải nhớ được công thức tổng quát của ankon no đơn chức là gì. Công thức tổng quát của ankon no đơn chức CnH2n cộng 2O, đúng không ạ? Phần trăm hydro về khối lượng là 13,4. Vậy ở đây mình có khối lượng của hydro là 2N cộng 2 nhân 1. Nhân 1 chia phân tử khối là 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16 mà bằng 13,04 chia cho 100 ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ có là 2N cộng 2. Được chưa? Được chưa? Đấy, thì chia cho 0,1304 thì bằng 14N cộng 18. Được không các cháu bấm giúp chú Minh xem N bằng bao nhiêu vậy ạ? Các cháu bấm giúp chú Minh xem N bằng bao nhiêu vậy ạ? Bấm giúp chú Minh vậy ạ? 13,38, 15,38N cộng với 15,38 bằng 14N cộng 18 ạ. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có là 1,38N thì bằng 18. 18 trừ 15,38 bằng 2,62. Vậy hoàn toàn thế thì chúng ta tìm được N 2,62 chia 1,38 bằng 1,899. Vậy là gần bằng 2 đúng không ạ? Gần bằng 2, N bằng 2 ạ. N chúng ta bằng 2 vậy nó là đáp án gì ạ? N chúng ta bằng 2 đáp án gì ạ? Nghe vẻ hơi toang các cháu ạ, đề bài nó là ăn côn no. Nhưng mà nói thật với các cháu nhé, ở đây là chúng mình tìm được nó là 1,89. 1,89 đúng không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ mình test lại thử xem có đúng cái này không nhá. 6 chia 46 bằng 113,04, đúng luôn rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhá. C ạ. Đấy, rất là dễ luôn ạ. Ok ạ. Thank you các cháu đã và đang comment rất là nhiệt tình đáp án nhá. Việc mà các cháu comment đáp án nhiệt tình cũng như là một cái lời mà cổ vũ cho chú Minh nồng nhiệt nhất để chú Minh có những cái buổi dạy hay và chất hơn dành cho các cháu.
Hãy giúp chúng mình share lại video này, bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn của các cháu vào đây, bởi vì ở đây chúng mình đang chống mất gốc khóa học ạ. Câu số 16 ạ. Câu 16, bạn nào muốn đăng ký khóa học thì inbox cho nick Vũ Tuấn Minh nhá. Chúng mình có rất nhiều khóa học để độ cho các cháu lớp 11 đến lớp 12. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm CH4 này, C3H6 này, C4H10 này, đốt cháy nó này thì thu được này CO2 này. Số mol CO2 bằng bao nhiêu ạ? 17,6 chia cho 44 thì bằng 0,4 mol. 0,4 mol. Số mol nước thì bằng bao nhiêu ạ? 10,8 chia 18 thì bằng 0,6 mol ạ. Thế thì đề bài hỏi chúng ta là giá trị của M. Thế các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn thật kỹ nhá. Đây chúng mình quy đổi này, CH4, C3H6, C4H10 chúng mình quy đổi về chỉ gồm gì? Carbon và hydro, bởi vì bọn này là hydrocarbon nên chúng mình quy đổi về chỉ còn carbon và hydro, được không ạ? Được không ạ? Vậy ở đây chúng mình có này, bảo toàn carbon này 0,4 nhân 1 thì anh này có 0,4. Bảo toàn hydro này 0,6 nhân 2, bên này là 0,6 nhân 2 thì bằng 1,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được giá trị của M. 0,4 0,4 nhân 12 cộng 1,2 bằng 6 gram. Các cháu nhìn rõ chưa? 6 gram. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Nếu những cháu nào mà thích công thức giải nhanh ấy, chúng mình cũng có công thức giải nhanh dành cho các cháu là khối lượng của hydrocarbon. Khối lượng hydrocarbon thì bằng 12 lần N CO2 cộng với lại 2 lần N nước, được chưa? 12 lần N CO2 cộng với lại 2 lần N nước. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có là bằng 12 nhân với lại 0,4 cộng 2 nhân 0,6 bằng 6 gram ạ. Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 17 xem nào. 17 xem nào. 17 cháu nào làm đúng xem nào. Cho 9,2 gram một ăn cô no. Cho 9,2 gram một ăn cô no đơn chức. Ăn cô no đơn chức thì công thức tổng quát của cháu nó là CnH2n cộng 2O. Đề bài cho ta là 9,2 gram. Tác dụng với lại natri dư thì thu được hydro. Chú ý một anh ăn cô no thì sinh ra 1/2 cháu hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1 mol. Vậy mình suy ngược lại được số mol ăn côn 0,1 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,2. Vậy tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của ăn côn. Phân tử khối của ăn côn thì bằng 9,2 chia 0,2 thì bằng 46 ạ. Được chưa? 46 mà phân tử khối ở đây bằng bao nhiêu ạ? 12N cộng 2N là 14N cộng 2 cộng 16. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N. 46 trừ đi 16 trừ đi 2 bằng chia 14 bằng 2. N ta bằng 2 ạ. N bằng 2. Vậy suy ra cháu nó là cháu gì ạ? C2H6O. Ok, chính xác. Chúng mình thấy rất nhiều cháu comment đúng. Đây là những cái câu tính toán khá là quan trọng của phần ăn côn đấy ạ. Các cháu chú ý nha. Chú ý thật kỹ để học nha, để làm nha. Câu số 18 ạ. Câu số 18. Ui, câu số 18 này còn hay nữa. Nào các cháu comment đáp án xem. Hãy comment đáp án để chứng tỏ rằng mình là một người học giỏi hóa nào. Câu số 18 ạ. Những cái câu này rất là hay luôn. Nó test cho chúng ta là xem là bạn nào học ổn, bạn nào học không ổn. Bất ổn là phải học chúng mình ngay lập tức đấy, không là toang luôn nhá. Cả một chân trời ở phía trước cơ mà. Câu số 18, cho các hợp chất sau. Cho các hợp chất sau, tất cả các chất đều tác dụng được với natri. Để tác dụng với natri phải có nhóm OH. Thằng này được, thằng này được, thằng này được, thằng này được, thằng này cũng được, thằng này không có nhóm OH. Toang, đáp án nào có F, loại. À loại. Loại luôn. Đúng không ạ? Thế các cháu chú ý này, ancol mà để tác dụng với COH hai lần ấy thì khi và chỉ khi nó phải đa và kề. Kề là hai nhóm OH phải nằm cạnh nhau. A này nằm cạnh nhau này. B nằm xa nhau vậy không có B. Có A và không có B. Vứt B, được chưa? Không có A, vứt nốt. Vậy mình nhìn C này, cạnh nhau này. Đúng chưa? D này, cạnh nhau này. Vậy là A C D các cháu nhá. Đáp án đúng đáp án C. A C D. Câu số 19 nào các cháu ơi. Câu 19 nào. Cho 117 benzen. Đố cho biết xem câu 19 đáp án gì. Benzen C6H6 nha. Chúng mình tìm được số mol của benzen này. 117 chia cho 12 nhân 6 cộng 6 bằng 1,5 mol. 1,5 mol. Tác dụng với lại brom lỏng có mặt bột sắt tỷ lệ mol 1.1, được chưa? Thu được brom benzen là C6H5Br cộng với lại HBr, được chưa? Ở đây đề bài bảo là thu được 141,3 gram brom benzen. Ban đầu này, phản ứng này, sau phản ứng này,
Sau phản ứng thì 141,3 chúng ta tìm được số mol. 141,3 chia cho 12 nhân 6 cộng 5 cộng 80 bằng 0,9 mol. 0,9 mol. Vậy này là 0,9, vậy suy ngược lại số mol của C6H6 bằng 0,9. Các cháu chú ý nhá, hết sức cho chú ý cho chúng mình. Hiệu suất phản ứng thì bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu, nhớ chưa? Vậy ở đây số mol phản ứng thì bằng 0,9. Số mol ban đầu thì bằng 1,5. Được bao nhiêu nhân 100% nhá? 0,9 chia 1,5 bằng nhân 100%, 60%. Các cháu nhìn rõ chưa? 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? B, bò. Ok đấy, chúng mình thấy có rất rất nhiều bạn rất nhiệt tình comment đáp án câu số 19 và comment đáp án câu số 19 ạ. À, thế thì những bạn ấy nhiệt tình đấy, phải 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 cái tặng quà thôi đúng không ạ? Nào, câu 20 nào. Xé nhanh video livestream lại về tường ạ. Comment nhanh đáp án xuống đây ạ. Nhá, để chúng mình tặng quà câu số 20 ạ. Nào, xem cháu nào được nhận quà đầu tiên câu số 20 của chúng mình Mialin nào. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án để nhận được quà. Quà ngay lập tức luôn ạ. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn ạ. Đáp án câu số 20 là gì ạ? Bước 1 nhá, các cháu nhớ này, comment đáp án để chứng tỏ là mình là người thông minh để chuẩn bị sang 5 câu cực khó luôn. Đấy, đây này, Hoài Khâm này, Hoài Khâm hello, chào Hoài Khâm. Hoài Khâm xe chưa? Hoài Khâm vẫn chưa xe, chưa xe vẫn chưa có quà đâu cháu ạ. Bước 1 xe, hello chào Huấn Nhi. Huấn Nhi xe chưa? Huấn Nhi xe chưa? Huấn Nhi xe rồi, gửi quà cho Huấn Nhi đây. Bước 1 xe video livestream lại về tường. Huấn Nhi lần đầu tiên được nhận quà chúng mình. Đấy, có rất nhiều cháu lần đầu tiên. Đấy, bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nha. Hello chào Tiến Vũ. PB Hân có quà rồi. Đúng không nhỉ? Tiến Vũ này. Hello chào Tiến Vũ. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường nhá. Tiến Vũ chưa xe chưa có quà. Tiến Vũ ơi xe đi cháu ơi. Hello chào Hoài Khâm. Hoài Khâm vẫn chưa xe chưa có quà. Ok, Hương Giang xe chưa? Hương Giang xe video livestream chú Minh chưa? Hương Giang xe rồi, gửi quà phần comment bởi vì chú Minh không inbox được cho Hương Giang. Ok ạ, bước 1 xe video livestream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án. Hello chào Nguyễn Ngọc Hiếu. Nguyễn Ngọc Hiếu xe video livestream chú Minh chưa? Ngọc Hiếu chưa xe chưa có quà cháu ơi. Hello chào Xuân Bình. Xuân Bình xe chưa nào? Xuân Bình xe chưa? Xuân Bình quê ở Thái Bình xe rồi. Gửi quà cho Xuân Bình ngay và luôn. Đây, gửi quà cho Xuân Bình ngay và luôn đấy. Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Nguyễn Vũ Thảo Vi nhá. Nguyễn Vũ Thảo Vi xe video livestream chúng mình chưa? Đây Nguyễn Vũ Thảo Vi xe rồi. Gửi quà cho Nguyễn Vũ Thảo Vi luôn. Đấy. Bước 1 xe video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án cháu nhá. Hello, chào Nhật Nguyễn ạ. Hello chào Nhật Nguyễn. Cháu nào chụp giúp chú xem là hơn 300 cháu 2K3 đang học chú Minh rồi. Chụp giúp chú Minh bức ảnh xong gửi gửi cho chú Minh với. Chụp giúp bức ảnh cho các bạn ấy thấy rằng là có hơn 300 cháu 2K3 đang học chú Minh rồi với. Bước 1 xe video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Cảm ơn các cháu ạ. Hello chào Hương Giang. Hương Giang xe rồi. Gửi quà cho Hương Giang. Chú Minh xin phép chú Minh chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi ạ. Hai cháu nữa là hơn 10 cháu rồi. Và phần tặng quà sẽ lại được tiếp tục ở câu số 30 ạ. Hai cháu Nguyễn Minh Tiến là một cháu này. Nguyễn Minh Tiến vừa được gửi quà rồi, còn một cháu nữa. Còn một cháu nữa không biết nên tặng quà cháu nào đây. Bé Linh một cái tên rất là lạ luôn. Hy vọng cháu này cháu may mắn. Đã xe chưa? Xe rồi. Vậy cháu bé Linh là cháu may mắn. Ok, gửi quà cho bé Linh. Hello chào bé Linh. Đấy, các cháu nhớ nhá, bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Ok, và phần tặng quà tiếp theo chúng mình sẽ quay trở lại ở câu số 30, cũng chính là câu cuối cùng. Ok, sẵn sàng chưa? Mình sang câu số 20 nhá. Câu số 20. Hãy share video này bởi đây một video free ạ, và giúp chúng mình tag các bạn muốn điểm cao, mục tiêu cao của cháu vào đây vậy. Dẫn 3,36 lít Anken. Anken là CnH2n. Chúng ta tìm được số mol của Anken là bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Vào bình đựng nước brom dư, thì thấy khối lượng bình tăng. Chúng ta lưu ý này, M bình brom tăng thì chính bằng M của Anken nhá. Vậy M Anken đây bằng 4,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối của Anken CnH2n thì bằng bao nhiêu ạ? Thì bằng bao nhiêu ạ? 4,2 chia cho 0,15 bằng bao nhiêu các cháu? 4,2 mà chia cho 0,15 bằng bao nhiêu? 4,2 chia 0,15. 28 ạ. 28. Vậy hoàn toàn ở đây chú Vinh sẽ có phân tử khối này là bằng 14N. 12N cộng 2N là 14N thì bằng 28. Vậy suy ra chúng ta tìm được N bằng 28.
2. N bằng 2, vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? C2H4. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Dễ không hả các cháu? Rất là dễ đúng không? Chúng mình thấy rất nhiều bạn comment đúng câu số 20. Chúng ta sang câu số 21 ạ. Dẫn 1 mol CH5OH C2H5OH 1 mol đi qua CuO đun nóng. Sau phản ứng cân lại thấy ống chứa CuO giảm 8 gam. Thế giảm 8 gam nó tạo thành gì ạ? CH3 CHO cộng H2O cộng Cu ạ. Cộng H2O cộng Cu ạ. Vậy thì nó giảm 8 gam này là do gì ạ? Do oxy trong CuO chui vào nước. Được chưa ạ? Vậy mình có này, khối lượng của CuO giảm chính bằng khối lượng của oxy trong nước và bằng 8 gam. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ tìm được số mol của nước bằng 8 chia cho 16 bằng 0,5 mol. Vậy số mol nước bằng 0,5 chính bằng số mol oxy ở bên trong nó. Được chưa? Vậy hoàn toàn chúng mình suy ngược được số mol của anhít 0,5 thì này là 0,5. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được khối lượng của anhít nhỉ? 0,5 nhân mở ngoặc đơn 15 cộng 29 bằng 22. 22 gam các cháu ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 22 gam. Rất là dễ luôn. Câu số 22. Wow. Sang câu số 22 nào. 22 đáp án gì nào các cháu? 22 đáp án gì ạ? 22 đáp án gì ạ? Dễ lắm ạ. Cho các phát biểu sau về phenol ạ. Phenol tan nhiều trong nước lạnh sai ạ. Phenol có tính axit nhưng vinh dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. Đúng ạ. A sai B đúng rồi nhá. Mấy câu nhận định này nhiều cháu toang lắm. Mấy câu nhận định này nhiều cháu toang lắm. Phenol được dùng để sản xuất thuốc phẩm nhuộm và chất diệt nấm mốc, đúng không ạ? Các cháu thấy đúng không ạ? Đúng chứ đúng không ạ? Nguyên tử hydro của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử hydro của trong benzen, chính xác. Hydro trong phenol dễ bị thay thế hơn và chứng minh nó là bằng phản ứng là phenol nó ăn với lại brom ở điều kiện thường, đúng không? Cho nước brom vào dịch phenol thì thấy xuất hiện kết tủa bonốt thêm là màu trắng nhá. Bonốt thêm là màu trắng. Kết tủa là đúng rồi. Vậy ở đây chúng ta vừa làm là B đúng đúng không ạ? A sai. B C D E đúng. Vậy tổng cộng chúng ta có mấy đáp án đúng ạ? 4 đáp án đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ 4 phát biểu đúng ạ. Ok ạ. Dễ ợt có cái gì đâu. Dễ hơn hút cháo đúng không? Nào, mình sang câu 23 các cháu ạ. Trước khi sang câu 23, trước khi sang câu 23 hơi khó một chút, chúng mình đánh dấu 23 24 25 ba câu này hơi khó. Chú Vinh giải cho cháu một câu dự đoán về câu thí nghiệm mình vẽ này ở đây ạ. Rất là dễ ạ và chắc chắn có ở bên trong đề kiểm tra hay là đề thi cuối học kỳ của, ở trường của các em ạ. Thế nên ở đây chú Vinh chữa cho các cháu câu số 26 trước nhá. Các cháu cùng chú ý vào đây nhá, cùng comment đáp án thử xem là đáp án nào nhá. Nước vào CaC2. Đây không phải đến câu 25 là hết đề của Hà Nội rồi. Đây là bây giờ sang câu 26 này là để chú Vinh tự dự đoán thôi. Các cháu cùng xem khả năng dự đoán chú Vinh thế nào nhá. Nước vào CaC2 thì tạo thành CaOH 2 lần. Cùng xe lại để xem chú Minh dự đoán có đúng không nhá. Cộng với lại C2H2. Vậy thì cái thằng khí thoát ra là CH2. CH2 mà vào dung dịch brom thì CH2 là ankin. Ankin thì làm mất máu dung dịch brom các cháu nhá. Ankin thì làm mất máu dung dịch brom. Vậy dung dịch brom sao? Bị nhạt màu chứ kết tủa đen không có, kết tủa trắng không có, kết tủa vàng không có. Dung dịch brom bị nhạt màu ạ. Đáp án đúng đáp án A. Ok ạ. Các cháu có hiểu không ạ? Các cháu có hiểu câu này không ạ? Rất là dễ thôi ạ. Nào thử làm phát câu 27 đáp án gì ạ? Thử làm phát câu 27 đáp án gì ạ? Nào cùng thử xem nào, 27 đáp án gì? Làm phát 27 đáp án gì các cháu? Thực hiện các thí nghiệm như hình vẽ bên. Kết thúc thí nghiệm brom bị mất màu. Thế thì bây giờ cái câu 27 này nó khó hơn câu 26. Nước và chất X. Giờ nước vào CaC2 thì tạo thành CaOH 2 lần. Cộng với lại CH2 thì đúng là CH2 là mất máu dịch brom thật. Đáp án đúng đáp án A. Nhưng mình phải thử xem đáp án B thế nào. B vào nước thì mình thu được NaOH. Và khí sinh ra là khí hydro. Hydro bay lên thì không làm mất máu dịch brom. Đúng không ạ? Bỏ ạ. CaOH vào nước thì thu được CaOH 2 lần. Hết rồi, chẳng có thằng nào nữa. Chẳng có khí thoát ra mà làm mất máu dịch brom. Al4C3, các cháu nhớ luôn phương trình đi ạ. Al4C3 mà cộng với nước thì tạo thành AlOH 3 lần cộng với lại CH4. Mặc dù CH4 bay lên nhưng CH4 không làm mất máu dịch brom. Loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án A mà thôi. Ok ạ. Dễ không ạ? Ấy, dễ thế làm gì nữa. Nào, cân câu 23 khó một tí xíu nào. Độ khó một tí xíu ạ.
Bởi vì đây là một trong số những câu khá là cứng cứng một chút, kiểm tra những bạn nào khá cứng một chút, nên là chúng mình muốn là các cháu giúp chúng mình là tác các bạn khá cứng của các cháu vào đây ạ, để chúng mình phô diễn skill cho các cháu nhìn ạ. 9 gam hỗn hợp A gồm CH3, CHO và ancol no đơn chức X, đề bài nó là no đơn chức CN H2N cộng 1 OH ạ. Tác dụng với natri dư thì thu được hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 1,12 chia 2,4 thì bằng 0,05 mol. Các cháu lưu ý nhá, aldehyde này thì không ăn được natri, chỉ có ancol ăn được natri thôi ạ. Một ancol thì sinh ra 1/2 natri, vậy mình tìm ngược lại được số mol của ancol 0,05 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,1. Được chưa? Mặt khác 9 gam này cũng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, chú ý là anh này đề bài cho ta dư, thì thu được bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc bằng 21,6 chia 108 thì bằng 0,2. Thế thì ancol thì không thể tráng bạc được. Vậy thì chỉ có cháu nào tráng bạc được thôi ạ. Chỉ có cháu CH3 CHO tráng được bạc thôi ạ. Vậy thì hoàn toàn chúng ta tìm được số mol của CH3 CHO. Các cháu lưu ý nhé, một con chó thì tráng được hai thằng bạc. Vậy suy ra số mol của chó là bằng 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Vậy là 0,1 mol chó. Ok ạ. Vậy đến đây chúng ta sẽ có bảo toàn khối lượng, thì mình sẽ có là 9 gam thì bằng này, phân tử khối của con chó này là bằng 15 cộng 29 thì bằng 44. 44 nhân với 0,1 cộng với 0,1 nhân với, đây là dấu cộng ạ. Mở ngoặc đơn ạ, 12N cộng 2N là 14N. Cộng 1 cộng 17 là bằng cộng 18. Vậy đến đây chúng ta tìm được N bằng ạ. N bằng bao nhiêu các cháu ơi, các cháu bấm hộ chúng mình với ạ. Chúng mình lâu rồi già không bấm máy tính nên là mọi thứ nó đi xuống, nó yếu rồi ạ. Bao nhiêu ạ? N bằng mấy ạ? N bằng 2 đúng không ạ? N bằng 2, vậy suy ra ancol chúng ta là gì ạ? C2H6O hay là C2H5OH? Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. B bỏ rất là dễ luôn đúng không ạ? Câu số 24. Câu số 24 hơi khó, chúng mình để lại rồi chúng mình giải câu 25 trước nhờ. Giải câu 25 trước nhá. Cả lớp cùng nhìn vào câu 25 này. Các cháu cùng nhìn vào câu 25 này. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp cho mình tag các bạn muốn được điểm cao các cháu vào đây ạ, bởi đây là những câu tủ lấy 10 ạ. Chọn hợp X gồm ancol metallic CH3OH. Hãy nhìn skill, hãy chống mắt lên nhìn skill của chúng mình cân câu này ạ. C2H4OH 2 lần ạ. C3H5OH 3 lần ạ. Đốt cháy hoàn này, hoàn toàn bọn này thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3. Cũng mờ gam trên tác dụng với natri thì thu được tối đa bao nhiêu lít hydro? Ui dồi ôi, khó quá nhỉ. Nhiều đứa nhìn câu này bảo khó. Không có khó khi có chúng mình ở đây ạ. Mọi thứ đều dễ hết. Các cháu nhìn nhá. C3H có một carbon thì một nhóm H. Hai carbon thì hai nhóm H. Ba carbon thì ba nhóm H. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là số mol carbon thì chính bằng số mol nhóm H đúng không ạ? Mà số mol carbon thì chính bằng số mol CO2. Vậy tụi này nó bằng 0,3. Được chưa ạ? Giờ chỉ cần nhớ thêm tí xíu cái chiêu kinh điển của chúng mình nữa là ngon này. Mình có này, có phải số mol nhóm OH thì luôn bằng 2 lần số mol H2. Cái này chúng mình nói rã bọt mép ở phần ancol rồi nhá. Rã bọt mép phần ancol rồi. Mà mấy đứa mà học khóa của 2K3 ở trong ancol nữa mà không làm câu này nữa thì thôi nhá. Về nhà lấy chồng 2 năm 3 lứa. Vậy đến đây chúng mình tìm được số mol hydro nhỉ? 0,3 chia cho 2 bằng 0,15. Ngon anh đào. 0,15 nhân 2,4 bằng 3,36. Ui, game dễ dàng quá. Thế mà cho vào câu cuối. Các bạn này mà học chú Minh chắc chắn điểm 10 hết. Các cháu nhìn rõ chưa? Mấu chốt ở bài này là carbon bằng OH, carbon bằng OH, carbon bằng OH. Thế là xong. 24 ạ. 24 có thể nói là khó nhất của cái đề Hà Nội này. Câu 24. Đun nóng 0,1 mol. Các cháu cùng chú ý nhá. Hỗn hợp gồm C2H2, C3H6, C2H6, H2. Tỷ khối hỗn hợp X so hydro bằng 15, DX so với hydro thì bằng 15. Được chưa? Có niken làm xúc tác thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y đi qua brom dư thì khối lượng bình brom tăng 2 gam. M bình brom tăng 2 gam. M bình brom tăng 2 gam. Và có V lít khí hỗn hợp Z thoát ra. Phân tử khối của Z thì bằng 40. Úi dồi ôi các cháu ạ. Bài này dễ không tưởng luôn.
Thề với các cháu luôn là bài này dễ không tưởng. Các cháu nhìn kỹ nhá. Các cháu nhìn thật kỹ này. Hôn với gì chúng mình có thể gồm rất rất nhiều chất. C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C2H6, H2. Nhưng các cháu chẳng cần phải quan tâm đến những chất này. Và brom dư thì bình brom nó giữ lại những cái gì ạ? Nó giữ lại C2H2, C2H4, C3H6, đúng không ạ? Vậy M bình brom tăng chính là khối lượng bọn này bằng 2 gam. Thế thì khí thoát ra là gồm những thằng còn lại ạ. C2H6, C3H8, CH2. Đúng không? Khí thoát ra còn những thằng này. Thế các cháu nhìn nhá, các cháu nhìn kỹ nhá. Y này nung nóng trong bình kín, vậy có phải khối lượng của X bằng khối lượng của Y không ạ? Mà khối lượng của Y thì bằng bằng khối lượng những chất ở M bình brom tăng. M bình brom tăng chính là những cái chất mà làm M bình brom tăng là CH2, CH4, C3H6, có nghĩa là MI có phải bằng khối lượng của CH2, CH4 và CH3H6 không? Cộng với lại những chất Z không? Ngon chặt không? Mới tìm được không ạ? Phân tử khối của X thì bằng 15 nhân 2 thì bằng 30. Vậy khối lượng của X bằng 30 nhân 0,1 bằng M bình brom tăng 2 gam cộng MZ. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được MZ. MZ bằng bao nhiêu ạ? MZ bằng bao nhiêu các cháu? 3 trừ 2 thì bằng 1. Mặt khác phân tử khối của Z chúng ta biết rồi, 40. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol của hỗn hợp Z bằng 1 chia 40. 1 chia 40 bằng bao nhiêu ạ? 1 chia 40 bằng bao nhiêu? 0,025. 0,025 mol. Ngon chưa? Vậy số mol của Z bằng 0,025 mol. Vậy hoàn toàn chúng ta tìm được thể tích nhân 2,4 bằng 0,56 lít ạ. 0,56 lít. Vậy đáp án câu 24 của chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Ngon lành cành đào không ạ? Đấy, chú Minh vừa giúp chúng ta lấy trọn vẹn 10 điểm của đề thi hết học kỳ 2 năm 2019-2020 của một trường ở Hà Nội. Được chưa? Bây giờ sang mấy câu chú Minh dự đoán. Câu 26 thì chú Minh dự đoán rồi. Đúng chưa? Đấy, tủ của chú Minh đấy. Đây này, chú Minh ghi rõ này. Tủ của chú Minh. Ghi rõ chưa? Nào, 27 chú Minh làm rồi. 28 nào. 3 câu cuối này mới chất này. 3 câu cuối này mới chất này. Làm được 3 câu cuối này mới chứng tỏ mình giỏi này. Câu 28 ạ. Chiến không ạ? Thử xem nào, xem bao nhiêu bạn comment đáp án đúng câu 38 nào các cháu. Xem bao nhiêu đứa comment được đúng đáp án câu 38. 11,2 lít, chúng ta tìm được số mol của nó bằng 0,5 nhá. Gồm C2H2 và hydro đi qua bình đựng Nokian nung nóng thu được hỗn hợp Y. Đây là X. Chỉ gồm 3 hydrocarbon, vậy nó chỉ gồm C2H2 này, C2H4 này, C2H6, hydro hết. Được chưa? Chỉ gồm 3 hydrocarbon, suy ra hydro hết. Di so với hydro thì bằng 14,5. Vậy hoàn toàn chúng mình tìm được phân tử khối trung bình của Y bằng 14,5 nhân 2 bằng 29. Y phản ứng tối đa với amon brom. Nhớ nhá, Y phản ứng tối đa với amon brom. Đây ạ. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định được, xác định chuẩn được giá trị của A. Nào, bây giờ các cháu cùng xác định với chú Minh xem giá trị của A bằng bao nhiêu ạ. Đây là một trong số những câu mà chú Minh tủ trong đề thi kết thúc học kỳ của các cháu năm nay ạ, lớp 11 ạ. Cùng giải xem là đáp án nào ạ. Cùng giải xem là đáp án nào ạ. Cẩn thận không toang đi ạ. Cẩn thận không toang đi ạ. Những câu này căng cực. Cực căng luôn ạ. Xem nào, chưa thấy cháu nào. Chưa thấy cháu nào có một cái đáp án nào đó nó phù hợp, nó thực sự hay, nó thực sự mang lại cho chúng ta những cái mà chúng ta cần. Khó quá bác ơi. Những câu cuối rồi mà cháu, những câu cuối thì nó phải căng căng như này chứ. Chứ còn những câu đầu thì dễ. Bây giờ mình sang những câu cuối rồi nhá. Giờ mình sang những câu cuối rồi. Những câu này là những câu mà chúng mình tủ lấy điểm 10 ạ. Những câu chúng mình tủ lấy điểm 10 thì có thể các cháu học thuộc đáp án thôi cũng được nhá. Ok, cố lên ạ. Cùng comment đáp án để chúng mình xem là đáp án gì ạ. Khổ lắm, cố lên. Có gì đâu mà. Có chú Vinh đây rồi, chú Vinh cân hết nhá. Không có gì sợ hết. Ok ạ. Đáp án gì ạ? Đáp án gì ạ? Đây xem nhá. Thế thì ở đây này, đề bài cho chúng ta là C2H2 mà hết là hết brom.
Thế thì ở đây chúng ta đặt thôi ạ. Chúng ta phải đặt. Chúng ta đặt số mol của hydro là A mol. À đây là A rồi, đặt số mol hydro là B mol đi ạ. Thì số mol của CH2 là gì? Là 0,5 trừ B. Vậy suy ra hỗn hợp này cũng là 0,5 trừ B đúng không ạ? Đúng không các cháu ạ? Các cháu hiểu chỗ này không ạ? Đặt ẩn dễ mà. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ có nhá. Hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ có này. CH2 có bao nhiêu pi ạ? CH2 có bao nhiêu pi ạ? 2 pi đúng không? Vậy chúng mình sẽ có bảo toàn liên kết pi, các cháu nhìn kỹ nhá, bảo toàn liên kết pi. Thì sẽ có này, số mol pi đầu tiên là 0,5 trừ b nhân 2. Thì bằng những thằng phá pi ạ. Thằng phá pi đầu tiên là hydro ạ, hydro phá pi ạ, b ạ. Phá pi cuối cùng là brom ạ, a. Vậy ở đây chúng mình sẽ có là 1 trừ đi 2b bằng b cộng a. Suy ra đúng không ạ? A cộng 3b thì bằng 1. Một phương trình đầu tiên ạ. A cộng 3b thì bằng 1. Phương trình thứ hai là gì ạ? Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng các cháu nhé. Bảo toàn khối lượng ạ. Bảo toàn khối lượng thế nào ạ? Phương trình thứ hai bảo toàn khối lượng. Chúng mình có khối lượng của các chất ở vế trái bằng khối lượng các chất ở vế phải. Đây là có nghĩa là mx thì luôn bằng my ạ. Mx thì luôn bằng my ạ. Cái này hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Mx thì chắc chắn luôn bằng my rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này. Khối lượng CH2 là bằng 26 nhân với lại 0,5 trừ B cộng với 2B thì bằng, phân tử khối bằng 29. 29 nhân với số mol là 0,5 trừ B. Được chưa? Vậy hoàn toàn đấy chúng mình sẽ có 3 nhân với lại 0,5 trừ B trừ đi 2B thì bằng 0. Chuyển vế mà. Vậy suy ra mình sẽ có 1,5 trừ 3B trừ 2B bằng 0. Suy ra 1,5 thì bằng 5B. Suy ra B thì bằng 0,5, 1,5 à 0,3. 1,5 trên 5 là 0,3 mà. B bằng 0,3. Vậy thế vào 1 thì mình tìm được A bằng ạ. A bằng bao nhiêu ạ? 1 trừ đi 3 nhân 0,3 thì bằng 0,1. A bằng 0,1 ạ. Dễ không ạ? Ui, cực kỳ dễ ạ. A bằng 0,1 các cháu ạ. Dễ ạ. Các cháu có hiểu câu này không ạ? Giải dễ lắm ạ. Ok ạ. Đấy. Những cái skill kịch độc của chúng mình là dùng để chuyên giải những câu như thế này ạ. Chúng ta đã xong một câu tủ của chúng mình lấy điểm 10 nhá. Chúng ta sang câu tủ thứ hai lấy điểm 10 của chúng mình là câu số 29 trong đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 nhá. Ok, tủ lấy 10 mà. Tủ lấy 10 thì phải máu chứ. Tủ lấy 10 thì phải máu chứ. Ok chưa? Nào câu 19, câu 29 nào. 29 nào. 29 nào. Cùng comment đáp án câu 29 chúng mình xem nào. 29 cũng căng cực. 29 cũng cực căng luôn ạ. 29 xem nào, đáp án nào nào. Này, comment mấy câu đáp án này, mấy ông nữa đi thi chỉ có thuộc đáp án và vào phòng thi mà tô thôi nhá. Cứ thuộc đáp án và vào phòng thi tô thôi, chú Binh dạy y cho rằng chuẩn luôn. Được chưa? Nào khẩn trương comment đáp án câu số 29 chú Binh xem nào. Câu 29 cháu chọn đáp án gì ạ? Hãy comment ý kiến của cháu, hãy comment để chứng tỏ mình là người thông minh đi ạ. Ok, mình là người học giỏi ạ. Ok ạ. Chỉ cần comment thôi ạ. Chú Binh chữa nhá, cái cháu sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng cơ để chúng mình chữa nào. Ok nhá. Đốt cháy hoàn toàn m gam hydrocarbon mạch hở x. Vậy chúng mình đặt hydrocarbon mạch hở x này là CN H2N trừ 2 cộng 2K được không ạ? Với K thì bằng số pi cộng số vòng. Dĩ nhiên hydrocarbon mạch hở thì vòng bằng 0. Vậy suy ra K bằng pi. Được chưa? Vậy đốt cháy cháu này là cộng với oxy thì thu được CO2. Số mol của CO2 chúng ta là bằng 5,28 chia cho 44, 0,12 mol. Số mol CO2 bằng 0,12 mol ạ. Vậy hoàn toàn tới đây ạ, chúng mình bảo toàn số nguyên tử carbon ạ. Bảo toàn số nguyên tử carbon thì chúng mình sẽ có được là số mol của hydrocarbon, đúng chưa? Hay là số nguyên tử carbon đi ạ. Đây anh này là N2CO2 mà. Đúng không ạ? Anh này là N2CO2 mà. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm được là số nguyên tử carbon
Hydrocarbonic mặt khác X phản ứng tối đa. À từ từ ạ. Từ từ ạ, mặt khác X phản ứng tối đa với 19,2 gam brom trong dung dịch. Brom đây ạ. K bằng pi, vậy đây là ăn K. Đúng ạ, chúng ta tìm được số mol của nó là 19,2 chia 160, 0,12 mol ạ. 0,12 mol ạ. 0,12 mol thì mình được gì ạ? Mình suy ngược lại được số mol của hydrocarbon ạ. 0,12 nhân 1 chia K. Đúng không ạ? Đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon ạ. Chúng mình sẽ có là số nguyên tử carbon thì bằng. Được không ạ? Số nguyên tử carbon thì có thể bằng là số mol của CO2 chia cho số mol của hydrocarbon không ạ? 0,12 chia cho 0,12 chia K không ạ? Vậy nó chính bằng K đúng không ạ? Nó chính bằng K đúng không ạ? Thế thì do số nguyên tử carbon của chúng mình chính bằng K, hay nói cách khác là số carbon chính bằng số liên kết pi và kết hợp với 28 nhỏ hơn phân tử khối của X nhỏ hơn 56. Được chưa ạ? Thì làm sao ạ? Thì điều gì xảy ra ạ? Thì điều gì xảy ra ở đây ạ? Thì các cháu chú ý nhá. Nếu carbon bằng 1 thì phải có một pi loại. Nếu carbon bằng 2 thì có 2 pi. Đúng không ạ? Nếu carbon bằng 2 thì có 2 pi đây đúng không ạ? Nhưng mà cháu này là bao nhiêu ạ? 26 thôi ạ. Nhỏ hơn 28 ạ. Loại thằng này phải lớn hơn ạ. Nếu carbon bằng 3 thì phải có 3 pi. Loại ạ. Làm gì có chất này ạ? Nếu carbon bằng 4 thì phải có 4 pi. Được chưa? Xem nhá, H H ạ. Bấm phân tử khối cho nào. 12 nhân 4 cộng 2 bằng 50 ạ. 50 lớn hơn 28 nhỏ hơn 56 ạ. Vậy chắc chắn chất X của chú Minh phải là chất này ạ. Nhớ chất này cho chú Minh ạ. Nhớ chặt chất này cho chú Minh ạ. Ok chưa ạ? Để bài bỏ tiếp này. M gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam brom trong dung dịch. M gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam brom trong dung dịch. Nhìn kỹ nha. X này phản ứng tối đa với 19. Thế thì chúng ta nhìn nhá. Thằng X của chúng mình ghi đây cho các cháu dễ nhìn. X mình vừa tìm được đây ạ. Được chưa? HC nối 3C. C nối 3CH cộng với lại brom. 1P, 2P, 3P, 4P, 4 brom. Được chưa? À, sorry, đây, số mol này 10, phản ứng tối đa với 19,2. Được chưa? 19,2, vậy chúng ta tìm được số mol brom bằng 19,2. 160. 0,12 mol. Suy ngược lại 0,12 nhân 1 chia 4. 0,03. Vậy tới đây chúng ta tìm được giá trị của M nhá. 0,03 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 4 cộng 2 bằng 1,5 gam. Đáp án đúng đáp án C. Các cháu thấy thế nào ạ? Dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Ok. Câu 30 nhá. Đây là tụ hợp toàn những câu dị thôi. Toàn những câu lấy điểm 10 thôi. Nhá. Ok không ạ? Nào bắt đầu nhá, sang câu 30 ạ. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Cho 3,2 gam hỗn hợp CH2, C38, CH6, C4H6. 3,2 gam C2H2 này, C3H8 này, C2H6 này, C4H6 này, đi qua bột niken đun nóng này. Được chưa? Sau một thời gian thu đủ hỗn hợp khí X này, đốt cháy hoàn toàn X thì cần vừa đủ oxy này, thu được CO2 này, 0,2 này. Xác định giá trị của oxy này. Ui. Dễ kinh khủng luôn ạ. Câu 30 này cực kỳ dễ ạ. Chúng mình quy đổi cái này về gì ạ? Carbon và hydro được không ạ? Bởi vì tất cả bốn anh này đều hydrocarbon đúng không ạ? Carbon chu hết vào đây 0,2. Thế mà tổng khối lượng của tụi này thì bằng 3,2. Vậy chúng mình tìm được số mol của hydro không ạ? 3,2 trừ đi 0,2 nhân 12 bằng 0,8 ạ. 0,8 chia 1 thì bằng 0,8. Vậy số mol hydro 0,8. Vậy đến đây chúng mình tìm được số mol của nước ạ. Bảo toàn hydro 0,8 nhân 1 chia cho 2 thì bằng 0,4 ạ. Vậy cuối cùng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy các cháu nhỉ? Được chưa?
0,2 nhân 2. 0,2 nhân 2 cộng 0,4 nhân 1 bằng 0,8. 0,8 chia 2 bằng 0,4. Vậy số mol oxy bằng 0,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được V ạ. 0,4 nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu ạ? 8,96 lít. Xong. Ok, mình giải xong rồi nhá. Ok. Hello các cháu, chú Minh vừa mới hướng dẫn cho tất cả các cháu 2K3 lấy chọn 10 điểm của đề sở Hà Nội. Và lại còn thêm bonus thêm 5 câu dự đoán nữa. Các cháu chú ý, cháu nào mà không giải được thì học thuộc đáp án để lấy le cho cái cuộc thi sắp tới. Yên tâm đi ạ. Chú Minh sẽ độ cháu để lấy 10 ạ. Và nhớ được 10 nhớ báo cho Minh nhá. Ok, đây là buổi livestream chữa đề cuối cùng của chú Minh dành cho tất cả các cháu 2K3. Và bắt đầu từ bây giờ chú Minh sẽ hết sức dành cho 2K2 ạ. Bye bye, chào tạm biệt 2K3 nhá. Chúc các cháu ngủ ngon.